Quyển sách thứ nhất huynh đệ thiên A, hy vọng quyển sách này có thể bình an viết đến kết thúc. Quyển sách không cần mang đầu óc xem, một quyển cá nhân y y tác phẩm, không thích chớ phun. Chương 1 Vương Mộ Bạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Từng Lê Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Phòng làm việc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Trần Chỉ Hy hồi ức 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trần Chỉ Hy hồi ức 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Khương Thị Hai Huynh Đệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Diễn viên xác định Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Đoàn làm phim trù hoạch kiến lập hoàn thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Cá ướp muối phó đạo diễn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Chồng sống, quay chụp phía trước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét